thịt người có ăn được không mẹ? Thịt người làm sao mà ăn được? Vậy mà hôm bữa con thấy. Wow. Ngon quá. À, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Mẹ ơi, chiếc này ông về ông chết với tôi. Tập tiếp theo. Mệt quá, nắng dữ trời. Ông Tháp, cho con ăn chuối nghe. Ừ, ăn đi con. Chuối để ông Tám cho heo ăn đó. Vậy là con ăn chung với heo hả ông Tám? Ai hút mà. Đợi con bỏ kia ăn chuối xong rồi tao cho mày ăn nha. Tập tiếp theo. Bắp, con qua nhà ông Tám lấy trái dừa về cho mẹ. Dạ. Ông Tám ơi, con lấy trái dừa. Nè, đem về cho mẹ đây. Ui da, nặng quá. Kêu con lấy cái dừa về đặng trồng. Sao con lột vỏ hết trơn rồi sao trồng được? Mẹ ơi, ai biết đâu. Ai hút thì mà. Lỡ rồi lấy mộng ăn luôn. Tập tiếp theo. Bắp ơi, con đang làm gì đó? Bắp đang ăn xài, là đang ăn xài. Ăn xài như vậy mới ngon các bạn ơi. Yeah. Mẹ ơi, xoài non mà tụi nhỏ đi chấm muối, các bạn nghĩ có ngon không? Chua lắm. Tập tiếp theo. Cái kẹo của mình dài quá. Cái kẹo của anh mới dài nè. Kẹo của hai đứa em làm sao dài bằng cái kẹo 1 mét của chị. Wow. Hả? Các bạn có thấy cái kẹo nào dài 1 mét vậy không? Rồi để dưới bình luận cho em biết chứ nha. Tập tiếp theo. Mẹ ơi, có thấy mà con mèo đó bụng con giật cục đất sét nhưng mà nó không có chịu ăn. Con mèo không có ăn đất con, nó chỉ ăn cơm thôi. Mèo ăn ngon mày nha. Tập tiếp theo. Chị hai ơi, hai chị em mình đi tắm sông đi. Ê được đó, sẵn lấy đồ theo bắt ốc luôn. Oh my gosh. Không có miếng nước nữa rồi sao tắm? Em không có biết bơi, sông không có nước mới tắm sông được chứ. Báo nữa chèn vậy cũng ngủ đi tắm sông nữa. Ai hút mà. Tập tiếp theo. Anh em lên xe. Trời đất ơi, buôn bán không lo, giờ này ngồi chơi trời. Mắt em, mắt chứ bộn. Ai hút mà. Cảm ơn sự đồng hành và yêu quý của tất cả các bạn.